Loài hoa nhập dịp Tết khiến chị em phát cuồng chứa chất kịch độc. Loài hoa nhập mang tên ly lửa Nhật Bản đang rao bán trên thị trường thực chất là loại cây kịch độc. Theo khảo sát của phóng viên báo Giao thông, thị trường hoa nhập những ngày cuối năm đang rộ lên loài hoa ly lửa Nhật Bản. Quan sát bên ngoài cho thấy, loài hoa này không có mùi thơm như hoa ly Việt Nam, nhưng vẫn được dân chơi say mê săn lùng bởi màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Cánh hoa ly lửa Nhật Bản mỏng manh uốn éo như những ngọn lửa đang cháy. Đáng nói, giá của hoa ly lửa mà các chủ shop hoa tươi quảng cáo nhập khẩu từ Nhật Bản đang được rao bán lên tới 400.000 đồng một cành, song vẫn không có đủ hàng bán. Chia sẻ với phóng viên, một chủ shop hoa nhập tại Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, hoa nhập về tới đâu bán hết tới đó, muốn mua khách phải đặt hàng trước, nếu đặt bây giờ may ra Tết mới chuyển về được. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Viện Dược liệu Bộ Y tế khẳng định, loài hoa trên chính là cây ngót ngoẻo hay còn gọi là tỏi độc, có tên khoa học Loriosa superba L, thuộc họ bã chó hay họ tỏi độc Colchicaceae, được công bố lần đầu tiên vào năm 1753 bởi nhà thực vật học người Thụy Điển Carl Linnaeus. Đây là một dạng cây cỏ sống lâu năm, cành trường dài 1-3 mét, mọc ở bãi cát ven biển, ven rừng, trảng cây bụi, ven đường. Tất cả các thành phần của cây ngót ngoẻo đều chứa chất độc có thể giết chết người và động vật lớn. Đặc biệt, phần rễ cũ của cây giống với các thành viên khác trong họ bã chó chứa rất nhiều chất độc colchicine, alkaloid chloriocin, chỉ cần lượng nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Hiếu phân tích và cảnh báo, loại cây này rất nguy hiểm cho người dùng, đặc biệt trong nhà có trẻ nhỏ. Liên quan tới loài hoa kịch độc ngót ngoẻo, lương y Phan Công Tuấn, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng cũng không thể quên sự việc nhầm lẫn chết người. Chuyện xảy ra cách đây gần 40 năm, một sản phụ ở xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng bị phù thủng. Có một người mách dùng cây cối xay sắc nước uống, nhưng khi người nhà đi tìm thì bị chỉ nhầm cây ngót ngoẻo, vì tên địa phương cũng gọi dằn xay hay cối xay. Sau khi sắc nước cây này uống, sản phụ đã tử vong. Câu chuyện đau lòng đó nhiều thầy thuốc và người dân địa phương còn nhớ, vì lương y cho hay. Theo lương y Phan Công Tuấn, triệu chứng ngộ độc ngót ngoẻo thường thấy vài giờ sau khi ăn phải. Nạn nhân thấy đau môi, lưỡi, đau bụng, tê dại toàn thân, nôn mửa, ỉa chảy ra máu, hoa mắt, mệt mỏi, mặt tím tái, sợ ánh sáng, mạch nhanh, khó thở, mất tri giác rồi chết. Trước khi chết 20-40 phút, thân nhiệt hạ và co giật. Trong các tài liệu của Việt Nam ghi nhận, cây ngót ngoẻo phân bố tự nhiên ở Hà Nội, Ba Vì, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Turen, Quảng Ngãi, Bình Định, Phù Mỹ, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Phan Rang, Bình Thuận, Phan Thiết, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Côn Đảo, cũng được trồng trong vườn hoa, vườn thuốc, trong chậu. Trên thế giới, loại cây này còn xuất hiện ở nhiều nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Malaysia, Châu Phi. Không có một chiếc lá nào. Từng có thời kỳ người ta thi nhau lùng sục săn tìm loài hoa này, khiến nó trở thành một trong những giống thực vật đắt đỏ nhất.
loài phong lan ma được coi là một trong những loài hoa phong lan hiếm nhất trên thế giới. Các nhà nghiên cứu tưởng chừng như chúng đã tuyệt chủng cách đây hơn 20 năm, nhưng đột nhiên lại xuất hiện trong các khu rừng châu Mỹ. Loài hoa này chỉ được trồng ở một số khu vực có môi trường kết hợp cho sự phát triển của chúng. Giống với loài đặc tính ưa bóng tối của loài phong lan ma chỉ có thể sống trong bóng tối hàng năm và nở hoa khi có điều kiện tốt. Thông thường, hoa sẽ nở vào khoảng tháng 6, tháng 8, có hình dáng khá kỳ quái, có người ví loài hoa này với chú khỉ, người làm xiếc hay thậm chí là chú nhai bén. Điều thú vị là loài cây này không hề có lấy một chiếc lá, cả thân cây và hoa của chúng đều có màu xanh lá, vì vậy rất khó để nhận dạng. Ngoài ra, khả năng tán hạt của phong lan ma cực kém. Vì không có lá, hoa lan ma không thể tự hấp thụ dinh dưỡng, chúng phải sống dựa vào những loài cây khác để lấy đủ năng lượng cho quá trình sinh sống. Vì không có lá, hoa lan ma không thể tự hấp thụ dinh dưỡng, chúng phải sống dựa vào những loài cây khác để lấy đủ năng lượng cho quá trình sống. Loài hoa này cũng tỏa ra thứ mùi giống như xà phòng trong suốt thời kỳ nở bông. Bởi hoa lan ma cần phát triển tại nơi vừa có độ ẩm cao lại có nhiệt độ cao, nên ta không thể tìm thấy chúng ở nơi nào khác ngoài Cuba và Florida. Đã từng có thời kỳ người ta thi nhau lùng sục sang tìm loài hoa này, khiến nó trở thành một trong những giống thực vật đắt đỏ nhất thế giới. Loại quả lạ Trung Quốc mới về, quên nỗi sợ hàng tàu, dân Việt tranh nhau mua. Dân Việt đang tranh nhau mua loại quả lạ hình tròn, có màu vàng với những đường kẻ sọc tím mà dân buôn thường gọi là sâm sữa. Nhưng ít ai biết, loại quả gây sốt thị trường gần đây lại là hàng nhập từ Trung Quốc. Trên mạng xã hội hay tại các chợ dân sinh, gần đây xuất hiện loại quả có tên sâm sữa, hay còn gọi là dưa pepino. Loại quả này có vỏ màu vàng với những đường kẻ sọc màu tím dọc thân, hình tròn căng mọng, to như quả cà chua hoặc bằng quả mật hậu. Khi bóc bỏ vỏ mỏng, phần thịt bên trong màu vàng ươm, đặc ruột. Dân buôn quảng cáo loại quả này. Khi ăn có vị ngọt thanh mát, nhiều nước, ăn rất dễ chịu, giống vị dưa gang và hồng xiêm. Giá bán của loại quả này dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng kg. Đáng chú ý, vì mới xuất hiện tại Việt Nam, nên quả sâm sữa tạo thành cơn sốt, được mọi người tranh nhau mua ăn. Người mua hiếu kỳ, muốn nếm thử mùi vị của chúng như thế nào. Một số đầu mối bán loại quả này cho biết, mỗi ngày họ tiêu thụ hết vài chục cân, cho đến cả tạ, thậm chí một số nơi, khách muốn ăn còn phải đặt trước. Một đến hai ngày, vừa mua được 2kg quả sâm sữa tại chợ Kim Giang, chị Trần Ngọc Phương Loan ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết. Đây là lần thứ hai chị đặt mua loại quả này về cho gia đình ăn. Lần đầu tiên tôi mua vì đi chợ thấy mọi người chen nhau, nên mình cũng mua thử. Lúc đó bảo quả sâm sữa thì mình cũng mới biết, chứ trước giờ đã thấy bao giờ đâu. Nhưng về ăn thấy vị ngọt mát, có hương khá thơm, nên lần này gặp hàng ở chợ bán, lại mua ăn tiếp, chị nói. Tương tự nhiều người thấy lạ, lại được quảng cáo là loại quả trồng ở Việt Nam, nên mua cả vài cân về ăn dần. Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thúy, một đầu mối bỏ xỉ sâm sữa ở Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết sâm sữa còn có tên gọi khác là dưa pepino hay dưa hấu Nam Mỹ. Ở Việt Nam, cách đây khoảng 2 đến 3 năm, cũng có vài nhà vườn ở Đà Lạt, Lâm Đồng, trồng. Song loại dưa có bán trên thị trường hiện nay đều là hàng Trung Quốc, được bọn chị nhập về. Hàng Việt cũng có nhưng rất ít, và giá tương đối đắt đỏ, không rẻ như hàng Trung Quốc. Ở Trung Quốc sâm sữa là cây trồng phổ biến, nhưng năm nay, quả này mới được nhập khẩu nhiều về Việt Nam. Hiện chị bỏ xỉ sâm sữa loại nhỏ, quả tương đương với quả mật hậu, với giá 17.000 đồng kg, loại quả to bằng quả cà chua, 7 đến 10 quả kg. Giá là 24.000 đồng kg. Loại quả này vỏ mỏng, khi chín dễ dập nát không để được lâu, nên khách lấy thường phải đặt trước. Khoảng một ngày, chị Thúy nói và tiết lộ thêm, do là loại quả mới xuất hiện gần đây, nên mỗi ngày chỉ đổ buồn sắm sữa cho các mối bán lẻ, lên đến cả tấn. Anh Thanh Tùng, một đầu mối chuyên bán rau quả, ở Lâm Đồng cho biết, dưa pepino trồng ở Lâm Đồng, quả nhìn khác hơn trồng ở Trung Quốc. Các nhà vườn tại Đà Lạt trồng loại dưa pepino có hình thon dài, hơi giống hình bầu dục, chứ không tròn xoe như dưa Trung Quốc. Quả dưa loại này của các nhà vườn của Đà Lạt trồng cũng nặng từ 2 đến 3 lạng mỗi quả, to hơn nhiều quả của Trung Quốc. Loại dưa này được trồng ở Đà Lạt vài năm gần đây.
nhưng số lượng chưa nhiều, chỉ mới có vài nhà vườn trồng, nên nguồn cung ra thị trường vẫn còn khan hiếm. Giá dưa Pepino bán lẻ thường ở mức 80.000 đến 100.000 đồng ký, tùy thời điểm, anh Thanh Tùng chia sẻ.